Chiều ngày 19 tháng 8, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong đợt dịch thứ tư này đã có 160 trường hợp mắc COVID-19 được điều trị khỏi bệnh. Và tính từ 16 giờ ngày 18 tháng 8 đến 16 giờ ngày 19 tháng 8, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận thêm 56 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó xuất hiện chùm các bệnh lây nhiễm phức tạp trong cộng đồng tại thị xã Buôn Hồ với 44 ca nhiễm chưa xác định được nguồn lây. Theo đó, ngày 16 tháng 7, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận một trường hợp mắc COVID-19 tại Buôn Quang A, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ. Ngay sau đó, lực lượng y tế đã tiến hành điều tra, truy vết trên diện rộng tại Buôn Quang A và đã ghi nhận thêm 44 ca mắc COVID-19 tại buôn này. Đây là chùm ca bệnh COVID-19 với số lượng lớn nhất được ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư này và chưa xác định được nguồn lây. Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, truy vết để ngăn chặn dịch lan rộng. Trong đó, khẩn trương triển khai điều tra, truy vết, cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có yếu tố dịch tễ tiếp xúc gần với chùm ca bệnh. Hiện công an thị xã Buôn Hồ cũng đã thành lập một tổ công tác đặc biệt tiến hành xác minh làm rõ nguồn lây của chùm ca bệnh này. Để ngăn chặn dịch lây lan trên diện rộng, Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ cũng đã quyết định áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã Chư Bao từ 0 giờ ngày 19 tháng 8 đến hết ngày 3 tháng 9 năm 2021. Tính đến chiều 19 tháng 8, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận tổng cộng 605 trường hợp mắc COVID-19. Điều đáng mừng là có 160 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh và xuất viện. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, cộng đồng trách nhiệm cùng cả hệ thống chính trị thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế và giãn cách xã hội theo chỉ thị 15-16 của Thủ tướng Chính phủ, hạn chế ra đường khi không có việc cần thiết để góp phần chiến thắng đại dịch COVID-19, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe cho toàn dân, sớm đưa nhịp sống trở lại bình thường.